Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe tới chuyên trì tụng nguyện tạo như lai nghệ nhiệm màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập. Những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển năm. Bây giờ trong chúng hội có Bồ Tát tên là Thường Hy Kỳ từ chỗ ngồi đoán dạy bạch Thế Tôn, còn chưa rõ âm thanh ấy từ đâu phát ra. Đức Phật bảo, này Thị Nam, ông nên hỏi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng kia, vì đó sẽ nói bài đầy đủ cho ông. Bồ Tát Thường Hy Kỳ liền thưa với Bồ Tát Hư Không Tạng, tôi đại sĩ, hiện tại tôi thực sự không biết âm thanh ấy từ đâu phát ra, xin nhân giả nói rõ cho tôi. Bồ Tát Hư Không Tạng bảo, này Thị Nam, ý ông nghĩ sao, tiếng vang trong hang sâu kia từ đâu mà có? Bồ Tát Thường Hy Kỳ đáp, do phát xuất từ âm thanh khác. Bồ Tát Hư Không Tạng nói, này Thị Nam, tiếng vang nơi hang sâu kia là thân hay là tâm, là sắc hay là thanh, có thật chăng? Không phải, thưa đại sĩ, âm thanh âm vang vốn không có tự thể, nhưng do nơi tiếng mà hiển hiện, há đâu có thật? Này Thị Nam, tiếng vang đã không có thật, do nơi âm thanh mà có. Như thế từ hư không phát ra âm thanh về pháp cũng lại như vậy. Từ chỗ hiển bày của trí không thể nghĩ bàn, do tâm thâu giữ từ nơi không mà phát ra, nên có lưu chuyển chứ không phải do sự lưu chuyển mới có thể hiện rõ âm thanh. Này Thị Nam, ông quan sát nhân duyên hòa hợp tạo ra lý sâu xa, nương theo nhân mà có quả, cũng không có tánh của nhân quả, nên chẳng có lưu chuyển. Đối với hai pháp này đều không có tự tánh, nên không tạo tác. Nên biết nhân duyên không thể chiêu cảm quả, thì biết các pháp vốn không hòa hợp. Vì sao? Như lời Thế Tôn đã giảng nói, để biết được tạp nhiễm, tức là thanh tịnh, không đoạn dứt tạp nhiễm, cũng từ nó đã thanh tịnh. Vì sao? Vì tự tánh của phiền não vốn là thanh tịnh. Như hai pháp này và là câu nêu bày, nghĩa là tạp nhiễm và thanh tịnh, nơi nơi thắng nghĩa tế chân đế mà tạo lập. Trong cõi thắng nghĩa thì tạp nhiễm và thanh tịnh đều không thể nắm bắt. Cõi thắng nghĩa gọi là vô tế, vô tế tức là thật tế ấy gọi là không tế, không tế ấy gọi là ngã tế này tức là nhất thiết pháp tế, pháp giới. Nếu nhận biết tất cả các môn như nhất thiết pháp tế, không tế, tịch tịnh tế, cực tịch tịnh tế, sở hữu tế, thì đối với tất cả các pháp không còn có đối tượng được chấp giữ, đạt đến trí vô ngại. Lâu Quái Tôn Già Sơ Lợi Từ hỏi Bồ Tát Thường Hy Kỳ, này Thị Nam, vì sao tên gọi của nhân giả là Thường Hy Kỳ? Thưa Đại Đức Sơ Lợi Tử, tôi đối với tất cả pháp thường siêng năng tinh tấn, sinh tâm hiếm có đặc biệt, ưa thích đạt đầy đủ mà không thể lý giải, là đối với tất cả các hạnh của Bồ Tát cũng luôn sinh tâm đặc biệt ít có, nguyện hội nhập bằng trí tuệ để đi vào tâm hành của tất cả hữu tình mà không thể lý giải. Vì đối với tất cả phiền não nghiệp ma khiến chúng không thể tạo cơ hội để lôi cuốn, nhưng cũng không thể lý giải, cho nên đối với các pháp thường sinh tâm hiếm có đặc biệt. Cho nhân duyên này được gọi là Thường Hy Kỳ. Trường Giả Số Lời Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, kỳ lạ thay, tài biện luận của bậc chánh sĩ này thật là sáng tỏ, pháp của tất cả chư Phật không có nhiệm đắm, pháp được giảng nói cũng không hề chấp giữ. Khi đó trong hội chúng hội của Bồ Tát tên Bảo Cát Tường, thưa với Bồ Tát Hư Không Tạng, thưa đại sĩ, xin vì tôi mà thuyết giảng về Tam Muội, tôi sẽ theo như chỗ thuyết giảng ấy mà tu hành. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói với Bồ Tát Bảo Cát Tường, này đại sĩ, có pháp Tam Muội tên là Bồ Tát Thanh Tịnh Ý Lạc, vì có thể diệt trừ, trừ diệt mọi chướng ngại của đạo pháp, chỉ bày về Bồ Đề. Có Tam Muội tên là Nhất Thiết Hữu Tình Vô Ngại Quang Minh, nghĩa là ban cho các hữu tình khả năng tạo ra ánh sáng. Có Tam Muội tên là Hộ Tự Ta, vì luôn siêu việt mọi sự não hại của kẻ khác. Có Tam Muội tên là Vô Cấu, vì có thể khiến đạt được tâm thanh tịnh. Có Tam Muội tên là Biến Chiếu, vì có thể làm tăng trưởng các pháp lành. Có Tam Muội tên là Đoan Nghiêm, nghĩa là có thể đạt được tánh trong lặng.
Có tá muội tên là Cao Quảng, tớ có thể đạt được tướng Vô Kiến Đảnh. Có tá muội tên là Viễn Ly, vì có thể chế ngự được tất cả các phiền não. Có tá muội tên là Hồi Toàn, tớ có thể xoay theo phía bên phải để đi vào đạo chân chánh. Có tá muội tên là Thoái Chuyển, vì có thể xoay chuyển nhân tà kiến của ngoại đạo. Có tá muội tên là Tát Lạc, nghĩa là có thể vui vẻ dạo chơi nơi các giường pháp. Có tá muội tên là Đáo Của Cánh, vì có thể gieo trồng các hạnh thanh tịnh để đến quả vị cuối cùng. Có tá muội tên là Oai Đức, tức có thể đạt được tâm tự tại không yếu kém. Có tá muội tên là Nhập Bình Đẳng, đối với tâm của các loài hữu tình luôn bình đẳng. Có tá muội tên là Tri Tác Nghiệp, vì có thể biết rõ sự tạo tác của nghiệp quả. Có tá muội tên là Sư Tử Tràng, tức có thể xa lìa mọi sự sợ hãi khiếp đảm. Có tá muội tên là Tâm Dũng Kiện, vì có thể tiêu trừ tất cả ma phiền não. Có tá muội tên là Phân Đà Lợi, vì không đắm nhiễm nơi thế gian. Có tá muội tên là Phá Độ Ma, tức có thể đạt được tâm trang nghiêm. Có tá muội tên là Quang Trang Nghiêm, vì có thể soi chiếu rõ về tất cả cõi vật. Có tá muội tên là Thiện Tác Nghiệp, vì hoàn toàn không còn tâm tổn hại thương ghét. Có tá muội tên là Tràng Trang Nghiêm, tức có thể soi tỏ thấu đạt các pháp của chư Phật. Có tá muội tên là Hữu Cự, vì có thể chiếu rõ tất cả các thứ tập khí. Có tá muội tên là Nhật Năng, vì có thể xa lìa mọi sự tối tâm. Có tá muội tên là Nhật Toàn, vì có thể quan sát tâm của tất cả loài hữu tình. Có tá muội tên là Công Đức Tạng, vì các pháp công đức đều theo đấy mà chuyển đổi. Có tá muội tên là Na La Diên, có thể hàng phục tất cả các vấn nạn của những luận thuyết khác. Có tá muội tên là Kiên Cố, vì có thể đạt được thân kim cang không hoại. Có tá muội tên là Cù Kiên, vì có khả năng vượt khỏi mọi trí tuệ của thế gian. Có tá muội tên là Mẹ Đồ La, vì có thể đạt được thần thông không thoái chuyển. Có tá muội tên là Kim Cang Tràng, vì có thể đi đến đạo tràng Bồ Đề. Có tá muội tên là Kim Cang Dụ, vì khéo có thể phá vỡ các pháp hữu lậu. Có tá muội tên là Cụ Hành, do có thể biết rõ về tâm hành của hữu tình. Có tá muội tên là Trị Địa, vì có thể khiến xa lìa mọi lầm lỗi của ái dục. Có tá muội tên là Tội Hoại, do có thể hủy hoại bốn thứ ma oán. Có tá muội tên là Nhật Quán Thân, vì hay quan sát tất cả tướng của sắc thân. Có tá muội tên là Bất Thuận Bất Nhuận, vì có thể chuyên chú vào đặc tính của một cảnh. Có tá muội tên là Nhập Hư Không, do có thể làm thanh tịnh tất cả tâm tinh tấn. Có tá muội tên là Vô Tránh, vì hay vượt khỏi cảnh của tất cả đối tượng được chuyên. Có tá muội tên là Vô Cấu Luân, vì có thể chuyển pháp luân thanh tịnh vi diệu. Có tá muội tên là Điện Quang, vì có thể quán xét từng sát na hoại diệt của tâm. Có tá muội tên là Thiện Tác Thắng Duyên, vì có thể mau viên mãn các pháp lành. Có tá muội tên là Năng Tịnh, vì có thể dứt sạch tất cả các pháp bất thiện. Có tá muội tên là Thân Trang Nghiêm, vì có thể làm viên bản các tướng tốt và trẻ đẹp kèm theo của bậc đại nhân. Có tá muội tên là Ngữ Trang Nghiêm, tức dùng phạm âm thuyết pháp khiến cho chúng sinh vui mừng. Có tá muội tên là Tâm Trang Nghiêm, vì khiến cho các pháp lành không bị hoại mất. Có tá muội tên là Vô Ý, do có thể đạt được sự kiên cố không thoái chuyển. Có tá muội tên là Đẳng Thí, vì đối với các chúng sinh không còn phân biệt. Có tá muội tên là Giới Thích Tập, vì làm cho tất cả các nguyện đều được đầy đủ. Có tá muội tên là Nhẫn Pháp Trụ, vì đối với thân mạng không hề luyến tiếc. Có tá muội tên là Tinh Tấn Kiên Cố, do có thể mau chóng chứa được phần thần thông. Có tá muội tên là Vô Lượng Tạng, nghĩa là có thể thu phục được phạm vương. Có tá muội tên là Vô Sở Hữu, vì có thể đạt được cảnh giới vô sắc. Có tá muội tên là Cao Tràng, vì không bị các chúng sinh lấn áp. Có tá muội tên là Cao Đăng, tức có thể khéo quán xét về mười phương. Có tá muội tên là Tuệ Cự, vì có thể phá diệt mọi chướng ngại ngăn che trói buộc. Có tá muội tên là Hải Ấn, do có thể hiện ra cho số việc làm. Có tá muội tên là Vô Lượng Toàn, do có thể đoạn tất cả các kiến ác kiến. Có tá muội tên là Không Tánh, do có thể xa lìa tất cả kiến chấp về các tướng. Có tá muội tên là Vô Tướng, do có thể đoạn trừ mọi phân biệt của biến kế sở chấp. Có tá muội tên là Vô Nguyện, vì có thể làm các tướng của nguyện được hoàn toàn thanh tịnh. Có tá muội tên là Bất Động,
do có thể hủy hoại mọi sự vận động của tâm ý. Có tám bụi tên là cụ túc âm, vì có thể hoàn toàn đạt được biện tại vô ngại. Có tám bụi tên là biến trì, do có thể giữ gìn tất cả các pháp đã được nghe. Có tám bụi tên là tịnh niệm, vì có thể khéo tọa trì các pháp của chư Phật. Có tám bụi tên là vô tận, do đều khiến cho các loại hữu tình sinh tâm hoan hỷ. Có tám bụi tên là bảo nghiêm, vì khiến cho tất cả chúng sinh có được đôi tay báu. Có tám bụi tên là tùy khứ, có thể tùy thuận đến chúng sinh để đạt được tâm trí. Có tám bụi tên là tri sở thú, tức đối với trú xứ của các loài hữu tình khiến được giác ngộ. Có tám bụi tên là ý nhập, do có thể khiến cho tâm ý của chúng sinh được thanh tịnh. Có tám bụi tên là pháp vân, vì có thể tùy theo sự hiểu biết của đối tượng mà đối với pháp. Có tám bụi tên là niệm Phật, vì có thể chứng được pháp lộ cam lộ thanh tịnh. Có tám bụi tên là niệm pháp, có thể chứng được tất cả pháp thiện lìa dục. Có tám bụi tên là niệm tăng, và đối với pháp Phật không còn thoái chuyển. Có tám bụi tên là niệm xả, và đối với mọi vật dụng khiến được xả bỏ. Có tám bụi tên là niệm giới, và kiến lập nên các pháp Phật căn bản. Có tám bụi tên là niệm thiên, do ở nơi pháp thanh tịnh không còn lỗi lầm. Có tám bụi tên là nhập pháp giới, vì biết rõ tất cả pháp, các pháp đều tương quan với nhau. Có tám bụi tên là hư không tánh, do khiến cho tất cả các pháp được vô ngại. Có tám bụi tên là vô sinh tánh, do có thể đạt được pháp nhẫn vô sinh. Có tám bụi tên là loại bất hoại, loại bất loại, do đối với chỗ sai biệt của câu văn khéo dùng trí thiện sao để duy trì. Có tám bụi tên là diệu tuyết vô câu ấn. Bồ Tát do đạt được tám bụi này nên trong khoảng một sát na có thể dùng trí tuệ cho đạt đạo quả đại bồ đề. Này thì Nam, có 80 pháp tam muội như thế, mỗi mỗi tam muội đều có 500 môn tam muội làm quyến thuộc, hợp lại thành 4 vạn pháp môn gồm đủ thanh tịnh và tạp nhiễm, đó là 8 vạn pháp môn tam muội. Khoảng trước, sau và giữa của tam muội đó cùng giới vô giới trí vô tận, mỗi mỗi thứ đều có 500 môn tam muội, cùng với thanh tịnh tạp nhiễm nên hợp thành 84.000 pháp môn tam muội. Cho đến từng ấy pháp môn tam muội như vậy là có ngần ấy pháp cú, lại thành tựu 84.000 pháp uẩn sai biệt của Như Lai, là do 84.000 thứ sai biệt nơi tâm hành của chúng sinh. Này thì Nam, căn bản nơi pháp cú là khiến cho các loài hữu tình sinh thức tỉnh, giác ngộ đều hội nhập nơi trí hành của Phật, là nửa trí của tất cả chư Phật đều hội nhập nơi tâm hành của hết thảy hữu tình. Pháp tạng được thuyết giảng là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, chẳng phải trong trăm ngàn kiếp có thể nói hết. Tối nay đối với pháp môn tam muội ấy chỉ nói một ít. Khi giải nêu pháp này, rồi chúng hội có 16.000 Bồ Tát ở nơi môn tam muội chứng được pháp nhẫn vô sinh. Có 84.000 hàng trời người phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Đức Tôn khen ngợi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: lành thay này thiện nam, ông đã khéo giảng nói về công đức của pháp môn tam muội như vậy, tuyên dương trí tối thắng vi diệu của Đức Như Lai mà bản thân ông cũng đã chứng đắc được pháp môn ấy, không nhờ vào người khác để giác ngộ. Khi đó Bồ Tát bảo các tường thư Phật: bạch Thế Tôn, cho nhân duyên gì Bồ Tát đã không tạng ở chỗ Đức Như Lai từ hư không có thể mưa xuống các thứ bóng? Phật bảo Bồ Tát bảo các tường: này thì nên ta nhớ về vô lượng vô biên kiếp thời quá khứ, bây giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Như Lai Vô Cấu Viêm Vô Lượng Quang Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai Ấn Cúng, Thế Biến Tri Minh Hành Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thế Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thế giới của Đức Phật ấy gọi là Di Khư Lai, kiếp tên là Công Đức Quang. Này thì Nam, quốc độ nơi thế giới Di Khư Lai kia, muôn dân luôn đông đúc, an lạc đất đai đều bằng bảy báu, phẳng như bàn tay, sạch sẽ mềm mại giống như lụa ca chỉ lật đa. Mỗi khi bước đi, một xúc chạm đều tạo ra cảm giác thích thú, là dùng vàng phù đàn phủ che ở trên với vô số châu báu dùng để điểm tô càng tăng thêm vẻ đẹp, vẻ tráng lệ. Các hàng cái báu phân chia thành 8 con đường đi, giống như cõi trời tha hóa, tùy chỗ thọ dụng đều được vừa ý. Khi thiên nhân ở trong những cung điện lầu khác, thuận theo ý niệm của họ, các vật dụng ăn uống tức thì hiện ra. Này thì Nam, Đức Như Lai Vô Cấu Diêm Vô Lượng Quang ấy có 60 nơi do tha chúng đại Bồ Tát. Thời này có chuyện Luân Thánh Vương tên là Phước Báo Trang Nghiêm
gồm đủ 7 báu, thành trì, kinh đô của vua Chuyển Luân Thánh Dương đó giống như cung điện của Châu Thiện Bộ. Bốn phương đông tây nam bắc đều cách nhau 4 giờ tuần, ở khoảng giữa đều dùng 7 báu xen lẫn nhằm tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm, lại có 500 vườn hoa ánh sáng màu sắc lưu trang hòa rực rỡ. Này thì nam vua phát báo trang nghiêm ấy có 8 vạn 4 ngàn thị nữ xinh đẹp, có 4 vạn người con trai đều là hạng tuấn tú sức mạnh vô địch, có 2 bạo nữ, một tên là Cát Tường Oai, 2 tên là Cát Tường Quan. Vua cùng các thị nữ và các vương tử trước sau vây quanh thường đi đến vườn ái trang nghiêm kia để dạo chơi ca hát tự thỏa hưởng hoan lạc. 2 bạo nữ ấy mỗi người đều đã sinh một đứa con tướng tốt đẹp đẽ không ai sánh bằng, do đã từng gieo trồng căn lành từ đời trước nên mọi nguyện lực đều thành tựu, dốc cầu đạo quả vô thượng bồ đề. 2 người con kia, một tên là Sư Tử, 2 tên là Sư Tử Dũng Bộ, vừa mới hóa sinh đã cùng hướng đến vua cha nói kệ. Xưa tạo thì đều không mất, cũng dường như lai cũng thường còn, không bỏ bồ đề được an lạc, kiến ban kiên cố cũng chẳng quên, không mất đàn đa và tịnh giới, thành tựu hạnh nhẫn nhục nhu hòa, biết ơn báo ơn, làm việc lành, tinh tấn không bỏ nguyện bồ đề, nhất tâm thiền định đạt giải thoát, định tuệ cùng tâm không mê lầm, thường tu trí tuệ nghiệp không động, nên mau cho đất và giác ngộ, diệt trừ phiền não đều không vướng, do đấy không sinh theo bào thai, mà hóa sinh ở trên hoa sen, như hoa sen trong bụng không nhiễm. Phương Đông có Phật hiệu Y Dương, chúng ta đến vị ấy cầu pháp, gần gũi cúng dường Phật vô cấu, thành tựu trí vô ngại ba đời. Phật vương nên đến cúng dường Phật, phụng sự kính lễ để tu tập. Như Lai ra đời thật khó gặp, như hoa ưu rạm bác xuất hiện. Chúa nghe lời ấy rất vui mừng, cùng với vợ con và người hầu, đủ 1.000 người, ngàn ức các quyến thuộc, đi đến chỗ ấy gặp Như Lai. Ân cần có lễ đấng Thế Tôn, hoa đẹp hương thơm đem cúng dường, cúi đầu đảnh lễ nhiễu bên phải, chắp tay trang nghiêm đứng trước Phật. Sư Tử và vị Dũng Bộ kia cũng đều đảnh lễ nơi chân Phật, lễ Phật xong dùng kệ tán thán. Vì cầu chánh pháp lợi hữu tình, xin có vớt làm nơi nương tựa, tạo đèn đuốc soi đường tâm tối. Khi chúng sinh đạt được an vui, theo chỗ hiểu biết được tỏ ngộ, nay phụ vương ta cậy quyền uy, bị trói buộc trong năm thứ dục, không đến gần gũi Đức Như Lai, mất sự cúng dường và nghe pháp. Lành thay Thế Tôn xin thương xót, sẽ nói đạo bồ đề tối thắng. Khi các chúng sinh được nghe pháp, đối với Phật thừa không thối chuyển. Lúc ấy Phật vút lên hư không, cao đến 80 cây Đà La, vừa nghe pháp tối thắng của ta, nghe rồi theo đấy mà tu hành. Năm dục vô thường, mạng khó giữ, thơ như sương mai, tỏa bọt nước, dục lạc như mộng, như cảnh đùa, ai người có trí sinh tâm đắm. Người tham dục không biết nhàm chán, khiến hừng hực tăng thêm khắc ái. Người ngu theo cảnh không ngừng dừng nghỉ, chỉ có bậc thánh mới biết đủ. Năm uẩn như huyễn không bền chắc, mê hoặc thế gian nên xét kỹ. Các giới như loài rắn độc kia, xấu xứ như thôn xóm rộng không, không vua không nước không vợ con, bạn bè giúp đỡ chỉ vô thường, chỉ có thế giới định tinh tấn, đời này đời khác làm bạn bè. Thấy lực oai đức thần thông ta, tôn tốt trang nghiêm đủ biện tài, ông thích đời sau được như vậy, để phát tâm bồ đề vô thượng. Đại vương phước báo nghe pháp rồi, và cùng 70 ức chúng sinh, do con tùy tùng các quyến thuộc, đều phát tâm bồ đề vô thượng, cùng nói đã phát tâm tối thắng, nguyện độ khắp các loài chúng sinh, thể làm hạnh bồ đề thù thắng, nguyện được thành Phật nơi thế gian. Này thì nam, khi vua phước báo trang nghiêm nghe Đức Phật nói kệ xong, thì cùng với hàng quyến thuộc chắp tay cung kính, cúi đầu làm lễ thưa Phật: Bạch Thế Tôn, xin thương xót nhận sự cúng dường của chúng con. Lúc đó Đức Thế Tôn xin tâm thương xót, liền nhận lời thỉnh cầu của nhà vua. Vua phước báo trang nghiêm bèn đem vô số y phục đồ nằm thuốc men, đều là những phẩm vật tù tán thường diệu quý giá khác lạ hơn hết. Suốt 84.000 năm đều thực hiện việc cúng dường. Bây giờ Sư Tử dài, Sư Tử Dũng Bộ cùng với 2 dạng dương tử khác phát tâm với niềm tin thanh tịnh để bỏ ngôi vị vinh hoa nơi thế gian, ở trong pháp của Đức Phật xuất gia học đạo. 2 vương thái tử ấy tu hành tinh tấn đối pháp phần bồ đề dốc sức tu tập, nên không bao lâu đạt được 5 thứ thần thông, nhờ diệu lực của thần thông như ý và diệu lực của trí nguyện, do đó có thể ở trong tất cả thế giới của chư Phật
làm các Phật sự. Vì mọi chúng sinh tuyết dạng pháp vi diệu khiến vô lượng vô số a tăng kỳ hữu tình an trụ nơi đạo quả vô thượng bồ đề. Này thì nam, vua phước báo trang nghiêm đó đã trải qua 84.000 năm vì đã lãnh hội pháp này nên đi đến chỗ đức Như Lai vô cấu diêm vô lượng quang dương, thấy hai đồng tử này xuất gia học đạo, riêng từ suy nghĩ hai đồng tử này xuất gia học đạo chẳng đắc được gì, không biết công đức của ta trong 84.000 năm đã dùng vô số vật dụng tạo sự an lạc để cúng dường công đức đó như thế nào. Đức Như Lai vô cấu diêm vô lượng quang dương nhận biết tâm niệm của nhà vua nên bảo đồng tử sư tử dũng bộ. Này thì nam, ông nên thể hiện các thứ thần thông trí tuệ, thần thông phước đức, thần thông diệu lực, che lấp oai quang hiện có của đại chúng và tất cả ánh sáng nơi cung điện của ma, nhằm hiện bày tướng bồ đề, khiến cho đại chúng kia sinh tâm hy hữu, đạt được chánh kiến, hàng phục các luận thuyết ác, thắp ngọn đuốc pháp lớn, diệt trừ phiền não, được thần thông tự tại hiện rõ diệu dụng nơi bồ tát. Lúc đó bồ tát sẽ tự dụng bộ liền đưa cánh tay sờ vào hư không, khiến cho tam thiên thế giới chấn động đủ sáu cách. Để đưa cánh tay lên chạm vào hư không lần nữa, tức thì trong hư không có trăm ngàn ức thứ nhạc trời không tấu mà tự vang lên, âm thanh ấy thật hòa nhã êm dịu. Bồ Tát sư tử dũng bộ lại đưa tay lên chạm vào hư không như trước, liền mưa xuống vô lượng hoa trời tươi đẹp từ xưa chưa từng nghe thấy, rất mềm mại giống như lụa ca chi lật ra. Khi xúc chạm thì luôn cảm thấy vui thích, cũng tuôn xuống vô số vật báu, có thứ hương bột, hương xoa, lọng lụa, cờ phướng, y phục, thức ăn, tất cả vật dụng cho đời sống, các vật trang nghiêm chứa đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Hết thầy chúng hội đều đạt được điều chưa từng có. Khi ấy Đức Như Lai vô cấu diêm vô lượng quang dương bảo vua phước báo trang nghiêm. Cơn mưa các vật báu thể hiện huệ thí rộng lớn như vậy, ông có thể nhận biết được về số lượng không? Chư bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, cơn mưa các vật báu thể hiện huệ thế ấy cũng như hư không, chẳng thể biết được về số lượng. Phật bảo: này đại dư, Bồ Tát sư tử dũng bộ đó, nếu dùng diệu lực của thần thông trí tuệ, thì chỉ trong một sát na sẽ tuôn xuống trận mưa vật báu như thế khắp hàng hà sa số thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh tùy ý thọ nhận đều được đầy đủ và vô cùng vui thích. Này thì nam, ngay lúc ấy có vị trời thuộc cõi địa cư xuống lên. Bồ Tát này do đời Bỉ Lai nhất định có thể thành tựu được kho tạng như hư không. Tùy theo sự mong cầu của chúng sinh đều từ nơi hư không trung mưa xuống các vật báu như vậy. Như thế thì chúng của các cõi trời tứ đại thiên dương, trời tam thập tam, trời dạ ma, trời đô xuất, trời lạc biến hóa, trời tâu hóa tự tại, trời đại phạm vương lần lượt nói với nhau đều như vậy. Bây giờ Như Lai vô cấu diêm vô lượng quang dương tức thì ấn chứng vì đại sĩ kia sẽ thành tựu có thể như không. Nói xong liền có hàng xa chư Phật cùng lúc nói lời ấn chứng cũng như thế. Này thì nam, vua phước báo trang nghiêm trông thấy thần biến của Bồ Tát sư tử dũng bộ như vậy, bị chắp tay hướng về Đức Phật thưa: các bạch Thế Tôn, diệu lực của thần thông phước đức nơi Bồ Tát ấy không thể nghĩ bàn như vậy. Chú liền lập thái tử thắng tuệ nối ngôi, đô lì hoàng cung, ngai vàng, cả bỏ đầu tóc ở trong pháp của Đức Như Lai xuất gia tu đạo. Xuất gia rồi chú liền suy nghĩ, việc xả thí là nhằm tạo lễ cho thân biện ý, còn xuất gia thì khiến cho ba nghiệp được thanh tịnh. Diệt bố thí là để cứu giúp cho bao kẻ thiếu thốn, còn sự xuất gia thì dứt hết mọi sự thiếu thốn. Việc xả thí đó chỉ đạt được quả báo mỏng manh, không chắc chắn, còn xuất gia thì đạt được quả báo chắc thật. Sự xả thí đó thì việc thi thuộc về ngã sở, còn việc xuất gia thì không còn sự thâu nhận, việc xả thí vẫn còn theo thân kiến, còn xuất gia thì sẽ liền tất cả kiến chấp. Việc xả thí giống như đứa trẻ được đi dạo chơi vui mừng và không biết gì, còn xuất gia thì với trí tuệ tịch tỉnh mọi thứ đều nhận biết hết. Vua suy nghĩ như vậy rồi nên yên vui nơi cảnh tịch tỉnh, không sinh phóng dật, siêng năng tu đạo, sau đó không bao lâu thì chứng được năm thần thông. Này thì nam, vua phật bát trang nghiêm thời ấy chẳng phải là người nào xa lạ, mà chính là Đức Như Lai Câu Lô Tôn. Bồ Tát sư tử chính là ta, còn Bồ Tát sư tử dũng bộ chính là Bồ Tát Đại Hư Không Tạng. Đại Bồ Tát Hư Không Tạng khi ở trong vô lượng trăm ngàn ức na do thai kiếp, từ nơi kho tàng như hư không luôn có thể mưa xuống cho số vật báu không dừng nghỉ. Này thì nam,
Dương Thừa Thắng Tuệ thời đó đây chính là Bồ Tát Từ Thị. Hai thiền nam vui mừng thanh tịnh do đời trước đã gieo trồng căn lành nên được nghe giáo pháp, nên biết đều là nơi y nơi chốn y bảo của các loài hữu tình. Khi giảng nói về nhân duyên đời trước của Bồ Tát Hư Không Tạng này, thì có 12 vạn người đã phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Bồ Tát đã Hư Không Tạng bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo xuất thế gian của Bồ Tát? Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, Đại Hư Không Tạng: Này Thiện Nam, đạo xuất thế gian của Bồ Tát là 6 pháp ba la mật, là 37 pháp bồ đề phần, là pháp chỉ quán, là bốn nhiếp pháp, là bốn tâm vô lượng, là bốn thân, là bốn thiền, là bốn định vô sắc, là năm thần thông. Này thì nam, đó gọi là đạo xuất thế gian của Bồ Tát. Pháp thế gian nghĩa là năm uẩn. Bồ Tát vừa cầu đạt bồ đề bằng trí tuệ phương tiện, biết sắc là vô thường, nên thực hành bố thí, biết sắc là khổ, biết sắc là vô ngã, biết sắc là tịch tịnh, biết sắc là không, biết sắc là vô tướng, biết sắc là vô nguyện, biết sắc là vô hành, biết sắc là chẳng sinh, biết sắc là chẳng khởi, biết sắc là duyên sinh, biết sắc là xa lìa, biết sắc là không chấp giữ, biết sắc là không có a lại gia, biết sắc là không phát khởi, biết sắc là như huyễn, biết sắc là như mộng, biết sắc như giọt nắng, như trang dưới nước, như tiếng giang trong hang sâu, như điện chớp, như ảnh tượng, như hình bóng, như cỏ cây, như gạch ngói, mà thực hành bố thí. Khi Bồ Tát thực hành bố thí như vậy, Bồ Tát nhận biết về chân như của sắc, nhận biết chân như của sắc, nên nhận biết chân như của bố thí, biết chân như của bố thí tức biết chân như của hồi hướng, biết chân như của hồi hướng tức biết chân như của bồ đề, vì biết chân như của bồ đề tức biết chân như của hữu tình, chỉ biết chân như của hữu tình để biết được chân như của ngã, biết được chân như của ngã tức biết chân như của tất cả pháp, biết chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như không vọng, chân như không đổi khác, biết như vậy mà thực hành bố thí. Này Địa Nam, đó là đạo xuất thế gian của Bồ Tát. Như vậy nhận biết về thọ tưởng hành thức tức là vô thường mà thực hành bố thí, nhận biết về thức là vô ngã, biết thức là tịch tịnh, biết thức là không, biết thức là vô thường vô tướng, biết thức là vô nguyện, biết thức là vô hành, biết thức là không sinh, biết thức là không khởi, biết thức là duyên sinh, biết thức là xa lìa, biết thức là không chấp giữ, biết thức là không có a lại gia, không chỗ chưa nhóm, biết thức là không phát khởi, biết thức là như huyễn, biết thức là như mộng, biết thức như giờ nắng, biết thức như trăng dưới nước, như tiếng vang trong hang sâu, như bóng hình. Nhận biết về thức không hình tướng như vậy mà thực hành bố thí. Khi thực hành bố thí như thế thì nhận biết chân như của thức nên đạt được chân như của bố thí, nên đạt được chân như của bố thí nên đạt được chân như của hồi hướng, nhận được chân như của hồi hướng nên đạt được chân như của bồ đề, được chân như của bồ đề tức đạt được chân như của hữu tình, được chân như của hữu tình nên đạt được chân như của ngã, được chân như của ngã nên đạt được chân như của tất cả pháp, được chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như không vọng, không đổi khác mà thực hành bố thí. Này thiện nam, đó là đạo xuất thế gian của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện nam, Bồ Tát biết sắc là vô thường nên giữ giới, cho đến biết sắc như cỏ cây ngói đá nên giữ giới. Khi Bồ Tát giữ giới như vậy thì nhận biết được chân như của sắc, nhận biết chân như của sắc nên biết chân như của giới, biết chân như của giới nó đạt được chân như của hồi hướng, biết chân như của hữu nó đạt được chân như của bồ đề, đạt được chân như của bồ đề nên biết được chân như của hữu tình, đạt được chân như của hữu tình nên rõ được chân như của ngã, được chân như của ngã nó đạt được chân như của tất cả pháp, nhận biết chân như của tất cả pháp nên được phi chân như là chân như chẳng vọng, chân như chẳng khác, tức tùy theo đó mà giữ giới. Này thì đang đó là đạo xuất thế gian của Bồ Tát. Như thế nhận biết về thọ tưởng hành tức là vô thường mà giữ giới, cho nên biết sắc là vô hình tướng mà giữ giới. Lúc giữ giới như vậy thì biết được chân như của thức, biết được chân như của thức thì nên đạt được chân như của giới, biết được chân như của giới nó đạt được chân như của hồi hướng, được chân như của hồi hướng nó đạt được chân như của bồ đề, được chân như của bồ đề nó đạt được chân như của hữu tình, được chân như của hữu tình nó đạt được chân như của ngã, được chân như của ngã nó đạt được tất cả của tất cả pháp, được chân như của tất cả pháp đã được nên phi chân như là chân như chẳng vọng, chân như chẳng đối khác, từ theo đó mà giữ giới. Này thiện nam, đó là đạo xuất thế gian của Bồ Tát. Là nữa, này thiện nam, Bồ Tát biết sắc là vô thường đã thực hành nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, cho đến biết sắc như cỏ cây ngói đá mà thực hành trí tuệ. Khi Bồ Tát thực hành trí tuệ như thế nên biết được chân như của sắc, nhận biết được chân như của sắc nên đạt được chân như của trí tuệ, được chân như của trí tuệ nên đạt được chân như của hồi hướng, được chân như của hướng nên đạt được chân như của bồ đề, được chân như của bồ đề nên đạt được chân như của hữu tình,
Đôi chân như của tôi đã được chân như của ngã. Đôi chân như của ngã đã được chân như của tất cả pháp. Đôi chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như chẳng vọng, chân như chẳng khác. Theo đấy mà thực hành trí tuệ này thì Nam, đó là đạo suốt thế gian của Bồ Tát. Như thế, nhận biết về thọ tưởng hành thức là vô thường mà thực hành trí tuệ, cho đến biết thức là vô hình tướng mà thực hành trí tuệ. Khi thực hành trí tuệ như vậy thì nhận biết được chân như của thức. Do biết được chân như của thức nên đạt được chân như của trí tuệ. Được chân như của trí tuệ nên đạt được chân như của hồi hướng. Được chân như của hồi hướng nên đạt được chân như của bồ đề. Được chân như của bồ đề nên đạt được chân như của hữu tình. Được chân như của hữu tình nên đạt được chân như của ngã. Được chân như của ngã nên đạt được chân như của tất cả pháp. Được chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như chẳng hư vọng, chẳng sai khác. Từ theo đấy mà thực hành trí tuệ này thì Nam, đó là đạo suốt thế gian của Bồ Tát. Này thì Nam, Bồ Tát biết sắc là vô thường, quán thân nơi thân, tu tập về thân niệm xứ, cho nên biết sắc như cỏ cây gạch ngói, tu thân niệm xứ. Lúc Bồ Tát tu tập về thân niệm xứ như thế, nên biết chân như của sắc, biết chân như của sắc nên biết chân như của thân, biết chân như của thân thì đến biết được chân như của tất cả pháp. Biết chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như chẳng vọng, chân như chẳng khác. Theo đấy mà tu thân niệm xứ chẳng cùng giới thân, chung là việc xét tìm. Này thì Nam, đó là đạo suốt thế gian của Bồ Tát. Như vậy biết thọ tưởng hành thức là vô thường, nên tu tập về thân niệm xứ cho đến biết thức không có hình tướng mà tu thân niệm xứ. Lúc tu tập về thân niệm xứ như thế nên nhận biết chân như của thức. Vì biết được chân như của thức nên đạt được chân như của thân niệm xứ. Để chân như của thân niệm xứ nên đạt được chân như của hồi hướng. Để chân như của hồi hướng nên đạt được chân như của bồ đề. Được chân như của bồ đề nên đạt được chân như của hữu tình. Được chân như của hữu tình nên đạt được chân như của ngã. Được chân như của ngã nên đạt được chân như của tất cả pháp. Được chân như của tất cả pháp thì phi chân như là chân như chẳng vọng, chân như chẳng đối khác. Từ đấy mà tu tập về thân niệm xứ cho đến tu tập về thọ tâm pháp niệm xứ cũng như vậy, không gắn liền với pháp để cùng hành xét tìm. Này thì Nam, đó là gọi là đạo suốt thế gian của Bồ Tát. Như thế nhận biết sắc là vô thường nên tu bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy bồ đề phần, tam tánh đạo, các pháp chỉ quán, bốn nhiếp pháp, bốn tâm vô lượng, bốn thiền, bốn định vô sắc, năm thần thông. Cũng như vậy biết sắc là khổ, biết sắc là vô ngã, biết sắc là tịch tỉnh, biết sắc là không, biết sắc là vô tướng, biết sắc là vô nguyện, biết sắc là vô hành, là chẳng sinh, là chẳng diệt, là duyên sinh, là xa lìa, cho đến biết sắc là cỏ cây gạch ngói, dẫn đến trí thần thông. Như thế nhận biết về thọ tưởng hành thức là vô thường dẫn đến trí thần thông. Như vậy chân như của uẩn, chân như của thần thông dẫn đến chân như của tất cả pháp. Vì biết chân như của tất cả pháp nên phi chân như là chân như chẳng hư vọng, chân như chẳng khác, dẫn đến trí thần thông cũng là như vậy. Này thì Nam, đó gọi là đạo xuất thế của thế gian của Bồ Tát. Vì sao? Vì đạo ấy siêu việt mọi nẻo thế gian. Như biết cho như của sắc nên sắc ấy chẳng bị hủy hoại, chẳng thường, chẳng đoạn, do duyên sinh nên tự tánh là vô sinh. Như thế nhận biết về cho như của tòa tưởng hành tức là không hủy hoại, tức là không đoạn, không thường, tự duyên sinh, tự tánh là vô sinh, vượt khỏi uẩn của thế gian, cùng cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Do không đắm nhiễm, do không đắm nhiễm nên đối với các chúng sinh thọ sinh trong năm đường, thuyết giảng điều ấy, gọi là đạo xuất thế gian. Do Đức Phật dạ nói là có thế gian. Vì thế nên không hủy hoại. Vì sao? Vì tướng vô thường không hủy hoại thế gian, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng tịch tỉnh, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng vô hành cho đến tướng chân như cũng đều không hủy hoại thế gian. Này thì Nam, đó gọi là đạo suốt thế gian của Bồ Tát. Đạo này thanh tịnh. Nếu Bồ Tát trụ nơi đạo thanh tịnh đó thì có thể đối với các loại hữu tình, nơi đường ác tạo ra ánh sáng lớn, dù có được ánh sáng này nên gọi là an trụ trong đạo suốt thế gian. Đạo này tối thắng vì có thể khiến an trụ để hướng đến đạo tràng bồ đề. Đạo này là thanh tịnh kẻ thù thắng, do có thể xa lìa tất cả các tâm ác. Đạo này là thù thắng vì có thể đạt đến cảnh đảnh trí tuệ của Phật. Đạo này là vô thượng vì có thể vượt qua dòng tác sinh tử. Đạo này là không gì bằng vì không có một pháp nào có thể tương đồng. Đạo này là hơn hết, từ xa xưa không xa lìa như nơi Phật đạo. Đạo này là an ổn vì khéo có thể chế ngự, thuyết phục các ma oán. Đạo này là vô ngại vì trí luôn thuận hợp với mọi diệu dụng của tâm ấy. Đạo này không tối tâm vì có trí tuệ sáng suốt. Đạo này là ngay thẳng
không hề quanh co, dối trá. Đạo này là chánh trực gì xa lìa mọi tà dại, đạo này bình đẳng vì bình đẳng với tâm của hữu tình, đạo này là rộng lớn vì dung nạp mọi chúng sinh. Đạo này là bao dung vì không hề bất hại lẫn nhau, đạo này luôn được sinh khởi và dứt mặt mọi mệt mỏi, đạo này là hành trang của phước đức vì tu tập bồ tát ba la mật. Đạo này không bị phiền não bức bách vì đã trì giới ba la mật, đạo này dứt mọi sự sợ hãi như tôi nhẫn nhục ba la mật, đạo này là không thoái chuyển vì thực hành tinh tấn ba la mật, đạo này là xa lìa các cảnh vì tu tập thiền định ba la mật, đạo này hiện bày khắp hư không vì tôi trí tuệ ba la mật, đạo này là trí tùy thuận như có thể khiến biến hóa, đạo này luôn đầy đủ vì tích chứa các pháp lành, đạo này là tùy thuận pháp luân vì chỗ được lãnh hội không hề quên mất. Này thì nam, đó là đạo suốt thế gian của Bồ Tát, đạo như thế là thanh tịnh tối thắng không gì sánh. Nếu Bồ Tát muốn an trụ nơi đạo thanh tịnh này, phải mặc áo giáp lớn thành tựu pháp đại thừa, do đó mà đến được đạo tràng Bồ Đề. Thế nào gọi là mặc áo giáp lớn? Cái Bồ Tát này nếu thấy người nào chưa mặc áo giáp thì khiến họ được mặc mà tu tập pháp đại thừa, nếu người nào chưa mặc áo giáp giải thoát thì khiến họ được mặc nhằm để giải thoát mọi trói buộc của kiến chấp nơi phiền não. Người chưa mặc áo giáp an ổn thì khiến họ được mặc nhằm xả bỏ tất cả sợ hãi. Đối với người chưa mặc áo giáp niết bàn thì khiến họ được mặc và giúp cho người điên đảo được đạo chân chánh, mặc áo giáp giải thoát cho tất cả hữu tình, khiến những kẻ chấp ngã nhân chúng sinh thọ mạng tất cả đều thấy là vô sở đắc. Mặc áo giáp thọ trì chánh pháp vì không tham đắm nơi thân mạng, mặc áo giáp làm thanh tịnh cõi Phật để tu tập các căn lành không biết chán đủ, mặc áo giáp tướng tốt trang nghiêm chỉ thích tập vô lượng hành trang của phước đức, mặc áo giáp phá trừ mọi luận thuyết của ngoại đạo các ma vì đạt được diệu lực thần thông, mặc áo giáp khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ vì đạt được bốn trí vô ngại, mặc áo giáp cầu chánh pháp của chư Phật để đạt được trí tổng trì, mặc áo giáp quán sát tâm của tất cả chúng sinh vì đạt được trí thần thông, mặc áo giáp nhận biết về căn trí trước sau của tất cả chúng sinh, do đạt được phương tiện trí tuệ, mặc áo giáp đầy đủ 10 lực vì tu tập mọi diệu lực của trí tuệ, mặc áo giáp vô sở ý do đối với tất cả các tâm không hề thoái chuyển, mặc áo giáp đầy đủ 18 pháp bất cộng vì tu tập tất cả pháp thiện và trừ tất cả pháp bất thiện, mặc áo giáp nghe tất cả pháp không kinh không hãi không sợ vì biết rõ tất cả pháp là như mộng như huyễn, như ánh chớp, như tiếng giang trong hang sâu, như ánh trăng dưới nước, mà áo giáp đại bi vì biết tất cả chúng sinh xưa nay đều thành tựu niết bàn, mà áo giáp phương tiện thiện xảo do vì lãnh hội các pháp không vô tướng vô nguyện vô hành, tất cả pháp không sinh mà có thể thể hiện nơi chốn sinh tử, mà áo giáp gia trì bất động vì nghe thuyết giảng để vượt quá tướng quyết định, tất cả các pháp chẳng sinh, tất cả các hành chẳng diệt, không chọn lấy quả để chứng đắc, đó là Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Bồ Tát đã mặc 20 thứ áo giáp lớn ấy rồi thì nương nơi pháp đại thừa và vượt qua bờ bên kia. Lại nữa, thừa này là dùng bốn giáp pháp làm bánh xe, nó có thể hoàn toàn thu lấy các chúng sinh, dùng 10 căn lành thanh tịnh làm tâm xe, nó có thể thông đạt trọn về các hạnh chánh, dùng căn lành ý lạc thanh tịnh làm trục xe nên khéo tạo nên cội ra căn bản của hành thâm diệu, dùng trí duyên sơn đồng lớn làm bầu xe nên đủ sức gánh vác mọi điều thiện của hữu tình, dùng đại từ bi làm vành xe nên thâu nhận pháp bảo quyến thuộc mà trang nghiêm, dùng lực kiên cố làm dây ràng xe nên đã được công đức tối thắng không tối mất, dùng thiện nguyện ban đầu và trí tuệ thiện xảo làm sự vận chuyển lên phương tiện của đại bi để có thể cùng hành hóa, dùng định làm càng xe nó càng phát huy trí tuệ chân chánh có thể nhận biết đầy đủ về bốn thánh đế, dùng tâm xe là sự bố thí không bị ngán ngại làm hành trang, dùng những ý túc để đi đến các cõi Phật, dùng dây chánh niệm để giữ vững tâm bồ đề không thoái chuyển. Lại nữa, thừa là dung nạp rộng rãi cho tất cả các chúng sinh thu phục hàng nhị thừa, chánh ngữ phá trừ hàng ngoại đạo và các ma, hiển bày trí tuệ có thể đạt được chỗ tu học thích hợp rốt ráo của các bồ tát, nên các hàng phạm vương đã thích chư thiên đều khen ngợi quy ngưỡng, gian tọa nơi tòa sư tử thuyết giảng tất cả các pháp, cũng có thể hiện hiện các sắc tướng vi diệu khiến mọi người đều chiêm ngưỡng không nhàm chán, ý chỉ kiên cố như phòng ngọc kim ca không thể bị hủy hoại, chúng ta mới để làm người đi trước dẫn đường khiến cho các công đức hạnh nguyện luôn đầy đủ nơi thân, dùng thiên nhãn thanh tịnh thường quán xét dù ánh sáng thanh tịnh trước khắp mười phương,
thường mưa hoa giác chi thanh tịnh, thường tấu âm nhạc là pháp vô ngại, khéo giảng thuyết giáo pháp tương ương với chánh lý, khéo giáo hóa các hữu tình, đồng loại được tất cả các Bồ Tát làm quyến thuộc, vô lượng công đức trang nghiêm phát sinh nhất thiết trí vô thượng. Này thì nam, như vậy Bồ Tát đã nắm bắt đầy đủ 20 thứ áo giáp thanh tịnh, nơi nơi đại thừa này trụ vào đạo xuất thế, làm Phật sự tạo mọi an ổn cho chúng sinh. Lúc thuyết giảng giải pháp áo giáp đại thừa trang nghiêm này, có 7 vạn 2 ngàn hàng trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 3 vạn 2 ngàn Bồ Tát đối với đạo xuất thế gian đều được thanh tịnh đạt pháp nhẫn vô sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại tập những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển năm, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.